Từ 3 giờ ngày 9 tháng 6, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xuất hiện mưa lớn, kết hợp đúng vào đỉnh chiều cường nên đã gây ngập úng nhiều tuyến đường. Khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 6, chiều cường đạt đỉnh cùng với lũ về nâng mực nước tại các sông lên 4,2 mét. Đây là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất từ đầu mùa mưa bão năm nay. Mưa lớn đã gây ngập hầu hết các tuyến đường chính trong nội đô như Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Lạch Tray, Tô Hiệu, Lê Lợi. Mức độ ngập cao nhất lên đến khoảng 40 cm. Nước ngập sâu đã khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, gặp sự cố. Thành phố Hải Phòng là địa phương có cao độ san nền thấp hơn so với mực nước chiều cường, độ dốc ít nên chịu ảnh hưởng nhiều bởi thủy triều, nhất là khi trời mưa. Trong 2 ngày qua, ngày 8 và ngày 9 tháng 6, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến quốc lộ quan trọng của tỉnh Hà Giang bị chia cắt do sạt lở đất. Các tuyến đường Thuận Hòa, Thái An, đường Mèo Vạc, Đồng Văn, đường xuống sông Nho Quế, đường Xín Cái, Mèo Vạc bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Hiện các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đã và đang cố gắng thông đường sớm nhất để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Tổ chức thông tin, cảnh báo người dân chú ý và di rời nếu thấy có dấu hiệu sạt lở đất có thể xảy ra tại các vùng sung yếu. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Ngày 9 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.